Hồi còn nhỏ, mình nghĩ rằng thật tốt khi là một người lạc quan. Và bởi vì thế giới ngoài kia mọi người lỡ tung hô về sự lạc quan như một góc nhìn, một cách sống tuyệt vời, nên mình đã có chút nhầm lẫn sau này. Mình cổ vũ những suy nghĩ lạc quan mà lảng tránh đi những cảm xúc khác. Sau một biến động gần đây, mình trân trọng từng cảm xúc của mình, cho dù chúng là gì, vui hay buồn, tất cả đều chứa thông điệp cho mình. Và điều mình cần làm đó là chấp nhận và thấu hiểu những thông điệp ấy. Nếu chưa hiểu vì sao mình buồn, tại sao mình lo lắng, hờn giận, tại sao lại vui, mình có nên vui không? Từng là người tự tin rằng mình hiểu rõ bản thân mình, giờ đây mình lại có rất nhiều câu hỏi. Đầu tháng 5, mình hay mơ thấy bố. Có lúc mơ liền 5 ngày. Lần đầu tiên, mình mơ thấy bố khỏi bệnh, đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một lần khác, chỉ là hình ảnh của bố trong nhà, béo khỏe với cái bụng bia. Đi làm vui vẻ. Nhớ ăn no nhé. Nó to nhưng mà con chó luôn. Con này thì hỏng. Giống răng sún ấy. Một pha vô cùng bất ngờ bởi vì nhìn lên thấy và ốc hình như cái tường động đậy. Cũng may là mình không quên rằng bọn mình là một phần của thiên nhiên, nên khi mệt mỏi hay xuống tinh thần cũng có thể nhờ thiên nhiên mà cảm thấy tốt hơn. Mình gần đây như chiếc điện thoại có pin không ổn định. May là lần nào ra công viên cũng lại được sạc đầy. Tạm biệt màng bọc thực phẩm, giờ nhà mình đã có người bạn mới là vải sáp ong. Chỉ là vải được thấm sáp ong nên nó có khả năng chống nước. Mình có thể dùng để bọc miệng chén bát hoặc bọc trực tiếp vào bánh mì, hoa quả. Mùi sáp thơm là lạ, rất là dễ chịu. Giặt nhiều thì vải sẽ hết dính, lúc ấy mình sẽ mang miếng sáp ra trà tiếp là dùng lại được.
phải làm ấm nó trước. Họ sẽ xếp avocado theo hình bông hoa hay là em xếp một nửa này thôi? Để bỏ cái này ra. Tí nữa em photoshop không? Photoshop hẳn một cái bát khác vào. Mình đã chụp xong rồi. Có graphic designer, vừa có photographer, vừa có food stylist ở đây. Mà mình sẽ dỗi, mình sẽ nói với sếp mình. Tại vì mình đã quá mất nhiều thời gian cho việc này. Phong tỏa với kết thúc. Và cũng là ngày đầu tiên mình được đi chè chén kể từ khi quán xá mở cửa trở lại. Mình hẹn được Diệu và Kiu đi uống một xíu. Do không được ngồi quán trong mấy tháng dài, dân tình đổ xô ra ngồi ngoài hiên, bất chấp cả trời mưa. Cái gì mà tớ không thích ăn là tớ hay ép. Sau đấy tớ cảm thấy ngon luôn. Có những thứ như thế mà, giống như kiểu rượu ấy. Đấy là relation của với rượu đấy. Không phải, nhưng mà rượu ấy mình thấy cảm thấy là nó chỉ say thôi. Uống nhiều nhiều một tí, mình thấy kiểu cảm thấy là cái nào ngon, cái nào ngon. Hôm nay, lần đầu tiên trong năm, mình được đi bảo tàng. Bọn mình đi bảo tàng kiến trúc và di sản, có nhiều phòng trưng bày khác nhau ở đây. Đây là phòng trưng bày khuôn đúc. Mình được xem một bộ sưu tập công trình điêu khắc, thực ra là các phôi được đổ lại từ khuôn đúc của các công trình tiêu biểu cho các loại hình kiến trúc. Và các công trình đại diện cho tinh hoa trong tay nghề của các bậc thầy điêu khắc và đúc tượng từ thời phục hưng lẫn hiện đại. Hồi học đại học mình cũng từng học đổ tượng đó, nhưng mình chỉ biết làm những thứ bé như bàn tay hay là bàn chân thôi. Có một sự thật là view đẹp nhất không phải từ tháp Eiffel nhìn ra, mà là các view nhìn ra tháp Eiffel đấy mọi người ạ. Kiến trúc sư chú rể vẫn chưa mỏi chân và tiếp tục đi xem phòng trưng bày kiến trúc đương đại. Bọn mình sẽ đi ăn mì, tại vì lâu rồi không được ăn mì. Anh phải làm mặt vui vẻ nghe chưa? Cơm đen của em hơi bị ngon. Anh ăn cơm trắng là buồn rồi. Mặt em cam y như là cái món ăn. Mình bị Covid từ tháng 3 năm 2020, quá sớm.
lúc mà còn chưa được test toàn dân. Vì lâu quá rồi nên là trong mình không còn kháng thể nữa. Mình vẫn sẽ được tiêm 2 mũi vaccine ở Marie quận 10 rất là đẹp. Và mình chọn tiêm vaccine Pfizer. Hai chị bác sĩ cứ trêu chọc mình và lúc mình đang hi hi nói chuyện thì chị xiên vào mình. Nhưng nói chung mình rất hạnh phúc vì được tiêm vaccine. Bọn mình được ngồi chờ 15 phút xem có phản ứng gì đặc biệt không rồi mới được về. Và kể từ lúc đó thì bắp tay mình sụi lơ thêm 2 ngày nữa, không nhấc lên được. Mẹ muốn yêu con mà mẹ ơi. Trên con bỏ mông ra khỏi mặt mẹ đi. Mẹ thôi ít con không mẹ ơi. Ôi dồi. Thôi ốc đi làm tiếp đây, ốc phải nộp bài trong 10 phút nữa. Chào ốc nhé. Chào Vi nha. Nhà ốc còn sáng lắm, ốc phải làm việc. Ừ. Good gì? Good night ốc. Good night ốc, ok. Yêu nha. Anh sẽ mang nó thả xuống một cái cây right. Hoặc là anh nhìn sẵn cái cây nào mà có mấy con ốc sên ở cái bờ rào ấy thì anh thả vào. Đi đi. Chào bạn ốc sên. Bây giờ là 23:40. Chỉ muốn khoe với mọi người gói snack mà chú rể mua tặng mình. Anh cũng không bao giờ mua cho em bánh kem, bánh kẹo. À, vậy mình cái đấy không tốt. Có thể mua cho mình thứ khác, mua cho mình rất nhiều thuốc, nhưng không bao giờ mua cho mình snack. Cái gói này khi mình ăn mình sẽ nhớ đến thằng Bin ở Việt Nam. Tại vì thằng Bin nó rất thích ăn cái này. Một mặt cờ rong biển. Và chú rể sẽ đưa cho mình cốc sữa hạt. Uống sữa hạt xong thì bụng mình nó đã trừng phình lên với cái snack này nó nở ra. Thế là mình ăn no. Combo cho bữa ăn đêm. Sau đây mình sẽ ăn cho các bạn xem. Ui. Thế anh nên mặc áo có bước tư hơn là mặc áo có mặt vợ. Thần tượng. Hôm nay bọn mình đến thăm La Grande Mosquée de Paris, là nhà thờ Hồi giáo cổ và nổi tiếng nhất ở Pháp. Trước đây mình không biết là có thể ghé thăm, mình nghĩ là chỉ có thể đến để cầu nguyện được thôi. Ở đây tuy không quá rộng nhưng nó mang kiến trúc Hồi giáo đặc biệt trang nhã. Nếu là du khách thì phần nhiều sẽ bị thu hút bởi khu vườn mà sẽ băng qua phòng cầu nguyện và sân trong một cách nhanh chóng. Khu vườn siêu xinh kiểu Andalusia với các cây cọ, đài phun nước, mặt đất và hồ bơi được lát đá cẩm thạch rất đặc biệt. Kiểu nó thơm nhạt nhạt dễ chịu ấy. Giới thiệu mọi người, bọn mình đã tìm được bông hoa thơm nhất. Phê luôn. For summer is for falling in love. Da
mình có gì ăn đây? Mình có một cái kem. Bọn mình lại đi ra xa để mà định ăn kem, sau đấy lại đi về nhà ăn kem ở ngay gần công viên. Cũng còn nắng nhỉ? Ốc không cắn ốc quế á. Lát tụi cầm cắn dễ thôi. Đến đây thì chắc hẳn mọi người đã quên vấn đề của mình từ đầu video. Mình cũng thế. Cũng bởi vì những khúc mắc về mặt tâm hồn thì chúng ta đâu thể chữa lành ngay được. Nhưng thôi không sao, mình cứ gác lại đã để ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa hè đang đến. That summer is for falling in love, da 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 da. Summer is for falling in love.